Xin chào cả nhà thân yêu đã trở lại với kênh Xe Hiền Vlog Cuộc Sống ở Campuchia cả nhà ơi. Thì sáng hôm nay mình đi lên khu vườn để mình bẻ một mớ ớt với lại một mớ nghệ đó cả nhà. Mình sẽ nhổ một mớ củ nghệ để mình đổ bánh khọt đó cả nhà. Tại vì mình xay bột ở nhà đó. Mình xay bột ở nhà cho nên mình cần nghệ tươi nha cả nhà. Thì ở đây á cả nhà, mình có nghệ tươi thì mình xài nghệ tươi, với lại phần nhiều là mình ăn nghệ tươi thì nó cũng thấy tốt hơn là nghệ bột nha cả nhà. Nên mình sẽ bẻ thêm một mớ là cà pháo để mình kèm mình ăn, mình làm rau sống nha cả nhà. Tại vì cà pháo mình ăn được rồi đó. Ôi, lần đầu tiên trồng luôn nè cả nhà ơi. Mình ăn rồi mình bỏ hộp cái nó lên. Ồ, đứt cây không. Đây cái cà pháo ngon quá luôn rồi cả nhà. Đây nha. Đây. 4 trái. Mình chút mình sẽ quanh kia mình bẻ thêm cà pháo nữa, mà bây giờ mình sẽ móc củ nghệ hết cả nhà. Ở đây mình có trồng củ nghệ nè. Thì cây thì bự mà nghệ thì không có cả nhà, nghệ non. Đây ở đây thì mình có hai trái cà pháo nữa, mình bẻ nó luôn nha cả nhà. Ây da, chúng đây. Cái lá của nó kêu một cái gắt, không biết có sao không. Ê cả nhà, thì mình ăn cái này mình thích, rất là thích ăn sống mình chấm nước mắm rồi đó cả nhà, rất là ngon đi. Thì cả nhà ơi, mình hái được một mớ cà pháo, được mấy trái cà pháo với lại một mớ ớt cả nhà. Còn nghệ thì nó còn non quá, nó chưa có củ cả nhà. Thì cả nhà ơi, ở đây mình có chuẩn bị gạo rồi đây. Xong thì được một củ nghệ nhỏ cả nhà. Mình đào trên vườn mà nó chưa có củ bự lắm, được có một củ nhỏ này, với củ này nó chưa có vàng lắm. Nhưng kệ, để đại đi. Thì bây giờ mình đi chuẩn bị xay gạo nha cả nhà. Gạo này mình đã ngâm từ tối giờ rồi. Thì mình sẽ để vô cái máy sinh tố mình xay. Bây giờ mình đi xay bột thôi cả nhà. Đây cả nhà, mình đang xay bột, xay gạo nè cả nhà. Nó ồn quá luôn. Thì ở đây cả nhà, mình có một mớ tép đồng này. Chồng mình mua cũng mấy ngày rồi cả nhà, mình để lắc xê á, để đông lạnh. Bây giờ mình mới gã đông, thì bây giờ mình sẽ xào nó lên để mà làm nhân hết cả nhà. Mình xào nó lên để làm nhà nhân đổ bánh khọt. Con mình nó kêu làm cho nó xin hai món như cả nhà, một cái bánh khọt bự, một cái bánh khọt nhỏ. Bánh khọt bự là có bánh xèo đó cả nhà, nó kêu là có bánh khọt luôn. Thì bây giờ mình sẽ đổ làm nhân cái hết cả nhà. Như vậy là xong cái món nhân rồi nha cả nhà. Thì bây giờ mình đi vô mình xay bột cho nó rồi, để mình xay bằng cái máy sinh tố. Mà cái máy sinh tố của mình nó xay ngộ lắm cả nhà, nó xay một vòng một gọi một máy là nó bị cúp điện ngang luôn nè. Rồi mình để một hồi cho máy nó nguội lại thì mình mới xay được nữa. Cho nên mình xay nó hơi lâu một xíu, nhưng mà muốn ăn thì cố gắng làm thôi cả nhà. Tại mình không có đi xay bột được á, với lại mình không thích mua bột chợ, ăn nó không có ngon bằng bột nhà mình làm á cả nhà. Thì đây cả nhà ấy, mình xay bột cũng sắp xong rồi. Thì xay bột xong mình sẽ đi quậy bột làm bánh, đổ bánh luôn nha cả nhà. Thì đây cả nhà ơi, bột mình xay bằng cái máy sinh tố á cả nhà. Ủa, bữa nay chiếc này mình xay nó rất là dẻo luôn, nhưng mà nghệ thì ít quá, cái màu nó cũng không có được đẹp lắm nữa nha, nó hơi vàng vàng thôi chứ nó chưa có vàng lắm. Thì ở nhà mình có sao mình làm vậy đi cả nhà, mình làm nhà ăn đó. Ở đây thì mình có một mớ hành,
ba cái hột gà. Và ở đây là hai bịch nước cốt vừa mình đi chợ mua về, người ta dắt sẵn cho mình là cả nhà. Thì đây là nước cốt đầu, còn đây là nước dảo. Thì bây giờ mình sẽ pha chế nha cả nhà. Trong bột này thì mình sẽ nêm thêm một tí muối, một tí bột ngọt với đường, một cái một chút thôi cả nhà. Thì thành phần mình nêm nếm chỉ có bao nhiêu đây thôi cả nhà. Thì bây giờ mình bắt tay luôn ha cả nhà. Trước khi mình đổ cả nhà, mình tráng mình nãy dầu, mình tha dầu qua, mình như mình rửa cái chảo qua cả nhà, cả nhà. Bây giờ mình làm xong rồi thì mình đổ dầu vô. Mình đổ dầu vô để mình đổ bánh ngọt thôi cả nhà. Cái khuôn nó bằng sắt đó, nó bằng cái này kêu bằng gì ta, bằng nhôm hay bằng gì không biết nữa. Bằng sắt đó thì nó là xài lâu lắm. Lâu quá thì nó bị vậy nha cả nhà. Mình chùi mình rửa dữ lắm luôn mà nó cũng không có ra nổi nha. Còn có cái chảo bằng đất, nhưng mà cái đất ở đây giờ đổ cái bánh ăn nó hôi gình, nó kỳ cục quá nên mình không có làm. Kèm lòng không nổi, chắc phải đi vô ăn trước quá. Đây cả nhà ơi, xin mời cả nhà cùng dùng bánh khọt với gia đình mình nha cả nhà. Một mâm, một mẻ bánh khọt quá trời ngon luôn. Mình làm nó cực thì xíu nhưng mà mình ăn cho nó ngon. Chứ còn như mình làm mỗi ngày mình bán hay là mình làm cái gì thì rồi mình để nhân vô xong thì mình sẽ để đổ thêm một tí bột ở phía trên nữa nha cả nhà, cho nó thấm khác. Để cho nó dính với cái khác. Rồi xong thì mình sẽ để nắp lại. Mình xin mời cả nhà nha cả nhà. Mình trở bề nó rồi nó cái này. Wow. Mình để nó hơi lâu nó mới khét.
cái mẻ bánh này mà mình chừa lại 4 cái thì mình không có để tép nha cả nhà, thì mình sẽ cho em bé ở bên này nó ăn để bột thôi. Bây giờ thì cả nhà ơi, bây giờ mình cũng đổ bánh cũng xong rồi thì mình xin mời cả nhà cùng vào nhà dùng bánh khọt với gia đình mình nha cả nhà. Giờ mình đổ ra mình ăn liền đi cho nó còn nóng nóng thì nó mới ngon cả nhà. Mình xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Siêu Hiền Vlog từ đầu cho đến cuối nha cả nhà. Xin chúc cho cả nhà có một bữa bên gia đình thật là ấm cúng và hạnh phúc. Rất mong cả nhà thương yêu và ủng hộ xem video vui vẻ, đăng ký kênh, like, share, ủng hộ mình nha cả nhà. Xin chào cả nhà.